Em chào tất cả các anh em nha. Do em có công việc á thì em cũng lên bài, thì anh em cũng biết đây, giờ đã 5 giờ rưỡi rồi, thì mong em thông cảm với sự bất tiện em không ghim giá được nha. Bài hôm nay là bài thứ 34 bài của em, thì như thường lệ thôi, vào khoảng 5 giờ rưỡi 5 giờ 45 trong tất cả các ngày trong tuần thì em sẽ ra một bài về những chiếc quẹt xưa độc lạ và những chiếc Zippo. Zippo thì 357, quẹt độc lạ xưa thì 246. Thì em xin đọc tiếng số điện thoại của em luôn nha mấy anh, 0934072506, đó cũng là Zalo của em luôn nha. Trễ quá thì anh em thông cảm cho em vấn đề ghim giá nha, anh em thông cảm sự bất tiện đó. Rồi, em xin đọc lại số điện thoại nha, 0934072506. Bài hôm nay là bài thứ 34B nha mấy anh. Nào Zalo thì ở trong biết số bài và mã số mấy trong bài. Rồi, cái đồng hồ này em cũng Zalo luôn nha, 2 triệu nha. Đồng hồ này mới Senco Chronograph 6 kim, 3 cửa sổ lịch, 1 cửa sổ lịch đây, 3 mặt số, 1 cửa sổ lịch. Rồi đầu tiên là một cây để anh em sưu tầm, một cây để anh em sưu tầm nha, cây đầu tiên, sự may mắn đầu tiên của anh em đây, một cây New Full Box, hộp zin của nó nha nè, John Candy BR vậy. Đây còn miếng giấy nha. Những cây này thì cây sưu tầm hàng mới này thì giờ nó hiếm lắm, giá trị nó cũng khá cao. Bên trong cái hộp của nó nha, phía sau cây này là mới hoàn toàn nha, 100% mới, chưa qua sử dụng một lần nào luôn này, phải kỹ. Nhưng mà có một cái nó bị nổ chrome, những cây xưa nổ chrome nha, nổ chrome đây, nổ rồi, phía sau có chữ ký. Và tình trạng là chưa qua sử dụng, được sản xuất năm 1966, 8 gạch đứng, vỏ ruột trùng bắp đen. Cây này về là em bật cái nó hơi chày nhưng không sao, tình trạng là mới hoàn toàn 100% chưa qua sử dụng nha mấy anh. Tim bắt bột lửa gà lá lúa, bát của nó là 919 đây, trùng bát 919 trùng đời 66, từ 65 là nghỉ sỏ chỉ rồi, đánh xe sỏ chỉ chắc anh em biết rồi nha. Đời 6X thì lưỡi gà lá lúa, qua đời 7X là lưỡi gà to, ruột màu chữ. Rồi, anh em phân biệt dễ lắm. Vỏ ruột trùng năm nha, ruột thì ruột giai đoạn thì anh em biết rồi. Cây đó giao lưu với anh em là 3.8 triệu, mã số 1. Càng ngày nó càng tăng lắm nha, mấy cây đó 3.8 triệu nha, mã số 1. Ngày xưa cây này tình trạng new em bán 3.5 triệu đến 3.3 triệu là không có bóc, new luôn nha, cũng khoảng một năm ngoài về trước ấy, một năm mấy ấy. Bây giờ đã có cái bóc này thì em bán 3.8 triệu. Rồi tiếp theo là một cây vintage đầu bằng đứt bằng chặt gốc, vintage series 1937, tình trạng new, có hộp, hộp zin nha, hộp zin của nó. Cây này thì đơn giản thôi, chỉ là một cây vintage chrome HB, chrome bóng, tình trạng mới 100% chặt gốc. Cây được sản xuất năm 1998, chỗ này do quá trình bảo quản có xước này, đây chỗ này, chỗ cái mộc, tình trạng là mới hoàn toàn 100%, âm thì khá ok đấy mấy anh, thanh. Rồi vỏ ruột 98 trùng, chữ Z, chữ D, rồi trùng năm. Cái này giao lưu với anh em là 1.1 triệu, mã số 2. Mấy cái mới thì em sẽ đi lướt thôi, nó không có gì để miêu tả thêm thôi, có những cái điểm xấu xấu thì em cũng miêu tả vậy rồi, anh em cũng nhìn kỹ rồi, ngoài ra thì không có gì hết. Đây là một cây Harley Davidson, dòng Zippo Harley Davidson, Harley Motor, Harley thì rất là mắc, hộp zin của nó luôn, hộp zin nha, hộp zin emblem zin, emblem hình con chim đá bàn, ở đây có đính cái quy hiệu logo Harley, được khắc trên vàng, emblem mạ vàng. Mấy đứa cháu nó giỡn, mong anh em thông cảm hơi ồn tí nha. Rồi dòng Harley thì dòng đắt đỏ nhất trong dòng Zippo, ngoài Cooper. Rồi cái này được sản xuất vào năm 2015, cái này thì giao lưu với em là 2.2 triệu, mã số 3. Tình trạng new thì em miêu tả thêm, đây là một cây để anh em sưu tầm luôn, đây khá đặc biệt, tuyệt vời, cái này tuyệt vời, hộp gỗ, hộp zin nha, hộp zin, trong này nó có mấy miếng giấy gì đây, đây logo hộp zin nha, Hollywood gỗ gì đấy,
bản limited. Đây. Nô 1426. Hộp rất là đẹp luôn. Đây, bên đây cho bên trong là một cây Zippo được sản xuất vào năm 19. Oh, sorry nè. Sản xuất năm 2014. Oh, sorry, 2004 chứ lộn. 18 năm rồi. Đây. Quy logo đây, dưới đây có các GR đây nè. Ở dưới có chữ S nè. S là 1826, đây cũng S là 1826 nè, hộp zin của nó nha. Bản limited của nó là số của nó là 1426. Chrome phải xước. Đây. 1426. Rõ hộp zin hoàn toàn 100% tình trạng mới 100%. Anh em thấy nó đờ không phải đâu, do mới đó. Em không dám mặc, tại vì bật mạnh nó sẽ bung lắm thôi. Tại vì đó, bật mạnh lên nó bung thôi. Bật mình mà mới mà mình nhẹ nhẹ cẩn thận. Rồi. Vỏ ruột thì trùng 04. Kết lệch nhau một tháng này, tháng 11 này, tháng 12. Cái này giao lưu với mấy anh em là mã số 41 1.2 triệu. 1.2 triệu. Và mã số 5 là cây dòng Lubin. Lubin này dòng đặc biệt này. Anh em cũng sưu tầm cái dòng này khá nhiều. Hộp zin của nó. Hộp zin hoàn toàn 100% nha. Đây, một cây mới. Cây này lúc mà xuất xưởng bán ra cho đại lý bán là 10.000 yên. Này dòng này dòng xuất Nhật, chữ Nhật. Bản limited. 10.000 yên là thời điểm đó khoảng 2 triệu mấy. 2 triệu, 2 triệu mấy. Đây một cây mới hoàn toàn 100%. Lấy mấy cây này ra nó hơi khó anh tí, mong anh em xong cảm chờ em xíu nha. Những dòng này cũng khá hay, anh em thích thì mua về sưu tầm, chứ cũng khá đẹp, nó khá đặc biệt. Đây có cho móc khóa còng, còng anh em địch vô đây này. Ở đây nó có cái lẫy này, lẫy chỗ này anh em cút ra mở ra rồi để vô đây bóp vô đó, bóp vô gì ma bạc, tình trạng mới, được sản xuất năm 1996. Bản limited, số cũng khá đẹp đó nè. Số này cũng khá đẹp. Để em lấy cái còng, cái kiền ra nha. Này có lẫy. Số khá đẹp. Số limited khá đẹp. Đây anh em nhìn thấy số limited của nó nè. 2629. Số tiếng. Đẹp. Rồi mới thì em cũng miêu tả gì thêm. Cái này thì giao lưu với mấy anh em là 1.6 triệu thôi. 1.6 triệu thôi. Tùy theo lúc hàng về thôi. Em không có chơi theo thị trường, em chỉ chơi theo hàng nhập, em về nhập về thôi. Thị trường là đối với em là không quan tâm. Ai bán sao bán, mình nhập về thì mình bán giá đó, thì mình nhập giá đó, mình bán giá đó. Nói chung mua bán phải có lời, nhầm khi cũng phải chịu lỗ. Những đơn hàng phải xả. Rồi, 1.6 triệu cho mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 cây này em đang xả lỗ này. Một cây. Hộp, còn hộp giấy nha, hộp gỗ. Còn hộp giấy ở ngoài, hộp giấy màu trắng ngoài này. Đây, cái này em xả lỗ đây. Rồi sao mình cứ lúc nào mình cũng để cái Zippo ngược hết chứ. Để gì mới đúng, để ngược không. Hộp gỗ nha. Đây. Bản này bản limited nha. Mã màu đỏ rất màu hồng, màu đỏ vậy nè. Màu này em biết màu gì, quá trời nhiều màu. Tình trạng mới 100%. Cái này mã Sapphire. Hình cô gái Nhật. Hộp zin nha. Số của nó khá đẹp. Anh em thấy không? 5666. 5666. Phải thêm số 6 này nữa, tứ quý 6 là tuyệt vời ông mà trời luôn. Cái này được sản xuất vào năm 2004. Tình trạng mới em xin phép không rút ruột nha. Mà lỡ rút ra cho anh em xem cũng không sao đâu. Chắc không đến nỗi chạy nhiều đâu. Rồi vỏ ruột trùng 04. 18 năm rồi mấy anh. 18 năm về trước nó bán cây này cũng 10.000 yên, mười mấy ngàn. Rồi cây này giao lưu với anh em là 1.6 triệu nha. Sorry anh em, cây này cây số 6. 1.4 triệu thôi. 1.4 triệu. Sorry anh em, lộn cây số 5. Rồi 1.4 triệu nha, mã số 6. Rồi mã số 7, cây này cũng đang xả đây. Xả vốn này, cây này là bán vốn luôn. Một cây Lubin. Được sản xuất vào năm 1999. Tình trạng mới. Các ăn mòn đổi sơn, mã bạc. Số limited của nó là
4029. Mới hoàn toàn 100%. Em không chạm tay vào luôn. Để nguyên bản cho anh em. Đây tình trạng mới. Rút ruột nhẹ ra cho anh em xem nha. Rồi 98 trùng, gỡ ruột 98 trùng. 14 là mã, 14 là mã trùng nha. Rồi cái này thì giao lưu với anh em 1,2 triệu. Cái này là em bán giá vốn 1,2 triệu. Đặng lấy hàng mới về. Xảy ra đặng lấy hàng mới về. Mấy cái này anh em làm quà Tết cũng khá ok, đã về hàng mới. Rồi mã số 8. Mã số 8 cây này tương đối hiếm này. Nói chung là hiếm luôn á. Một cây tình trạng còn đẹp mà mã copper. Ngày xưa thì không có copper nguyên khối đâu, chỉ có mã này thôi. Có dòng copper nguyên khối 57X á, 1970 mấy á, chỉ Kenzo á, Kenzo chữ Z á, Zippo Z á. Cái dòng đó mắc lắm, cực kỳ mắc. Cái này đã lên 7 màu rồi, đẹp. Tình trạng ngoại hình còn ok. Không cắn mớp gì hết. Đẹp. Âm thì cũng khá hay. 88, ủa 87. 3 la mã, một loại chữ 6. Âm khá hay. Bánh bén. Rồi, ruột 3 la mã trùng. Tình trạng cái này đã qua sử dụng. Mà người ta sử dụng kỹ á. Đúng rồi, cốt nó hơi gơ nhẹ, nhưng mà để sẵn xài được, không cần phải thay, để nguyên zin luôn. Anh em nhìn búa cam của nó, không có đổ mòn luôn, anh em thấy rồi đó. Đẹp, âm kèm cũng khá hay. Cái này giao lưu với anh em là 1,3 triệu. Mã số 8. Mã 9, dòng này là dòng đầu tiên của dòng Singapore này. Singapore năm 1989 này. Tình trạng cái này là đẹp. Đẹp nha. Đã qua sử dụng ít thôi. Buồn đốt nó có xước gì quá trình sử dụng. Bên đây thì không có xước. Bên đây cũng xước nhẹ. Nhưng mà người chủ cũ họ sử dụng rất là kỹ. Do đó không bong chóc, không có. Cái này em đoán là sử dụng chỉ dần 1-2 lần rồi họ cắt tủ luôn. Rồi lâu lâu họ đem ra họ bật nè. Tại vì coi nè, âm cũng khá hay. Họ bật gì nè, rồi nó mới chạy thôi. Tại vì vết sơn của nó rất là đẹp. Không có bong chóc, không gì, không cắn mớp gì hết. Cây này đặc biệt là cây này cốt đồng. Ở trên này nó không biết có qua thị cái dấu gì, nó không biết hay dấu lỗi của công ty gì, nó dấu tròn tròn ở chỗ này nè. Dấu tròn tròn trong nắp. Cốt đồng anh em thời thời gian anh em không cần phải gì hết. Bông cái lớp sơn này ra là sẽ cây bờ gấp luôn. Rồi vỏ ruột 89 trùng, 5 la mã. Ở đây vẫn thấy 5 la mã nha. Rồi cái này giao lưu với anh em là cũng là 1,3 triệu luôn. Đời đầu của đời Singapore. Rồi tiếp theo là cây 75. Cái này tình trạng là một cây mới. Đẹp. Do quá trình như thế nào em không hiểu. Tại sao chỗ này nó có dâm này. Nó cắn dâm chỗ này. Cắn dâm chỗ cái mọc bên phía bên đây này. Để em zoom lại cho mấy anh em xem nha. Tại vì cờ rơm HP anh em khó thấy lắm. Nó dâm chỗ này nè. Dâm chỗ mọc phía bên đây. Dâm nát luôn á. Dâm nát luôn. Dâm nát luôn nè. Còn ngoài ra ngoại hình thì khá ok đẹp. Tiếp sao không biết tại sao chỗ đó dâm nó không biết, họ đục họ đẻo gì đó. Cái này mới hoàn toàn 100% luôn mấy anh. Âm rất là hay. Nó bản lề còn rất là khích này. Chạy chân chu cứng ngắc. Anh em nhìn biết tại sao nó mới không đây nè. Còn ốc đá cho ốc chỗ này nó còn xanh dần à. Nó xanh dần à, nó không đổi màu, chuyển sang màu xanh. Những cây cổ á chưa qua sử dụng là sau này những cái con này nó màu xanh, nó xanh 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 vàng vàng gì đó. Đây, bên đây nè. Rồi, tim bắt bột. Mình gồm màu mặt chữ chuẩn đời. Mới hoàn toàn. Cái này giao lưu với anh em là 1,7 triệu. Mã số 10. Không còn rẻ hơn nữa đâu mấy anh. Mấy anh cứ tin tưởng em đi. Không còn rẻ hơn đâu. Rồi mã số 11. Mã số 11 con cây cũng khá là đặc biệt. Paul Smith. Hợp sinh nha. Hợp sinh Paul Smith. Đây Paul Smith. Cờ rơm HB. Cờ rơm bóng. Khắc cái này kiểu khắc kiểu gì em không hiểu. Có thể là khắc laser cũng chừng, khắc zin nha. Hình chiếc xe. Chiếc xe này xe gì? Anh em chơi xe thì anh em biết nha. Tình trạng mới 100% chưa qua sử dụng. Cái này được sản xuất vào năm 1999. Mới thì em cũng miêu tả thêm. Đây sản xuất năm 1999 trùng. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1,2 triệu. Cái này tương đối hiếm nha. Chủ đề xe này cực kỳ hiếm luôn. 1,2 triệu là giá ok để anh em chơi được ấy.
nhưng mà tiếc cái là nó có, nó hợp, tại sao nó có hợp giấy hay là cái dòng này, tại vì nó đặc trưng là cái hợp giấy. Cái hợp giấy nó cũng khá khác lại với người ta nè, anh em thấy không, hợp giấy nó làm nhắm mờ chứ không phải như cái hợp giấy này. Ở đây không còn cái hợp giấy nào để miêu tả thêm, đây hợp giấy nó làm nhắm mờ. Ừ đúng rồi nè, ha, hai cái hộp khác nhau rõ ràng, nhưng mà hộp xinh nha. Hộp này có chữ Super, hộp này không có nè, nhưng mà hộp này đóng chữ Balmis. Balmis là một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng của Pháp, anh em tìm hiểu dùm cái thương hiệu này, do thương hiệu là design cái hộp này bắt buộc không để chữ Super lên thôi, đó là quy ước, quy định của ký hợp đồng của hai bên. Rồi 1,2 triệu mã số 11, mã số 12, cây này cũng khá hiếm đây, dòng cabin, cây này khá hiếm nha, hộp hộp mới, còn mới hoàn toàn 100%. Dòng cabin này thì tương đối mắc đắt đỏ luôn á mấy em, nó không, nó cũng không có rẻ gì mấy đâu. Dòng cabin này nè anh em biết rồi, cái này thì mới 100%, em cũng không miêu tả thêm nha. Được mã bạc, phay xước rất đẹp, chữ C dứt liền với chữ A này, dưới đây chữ cabin này rất đẹp luôn. Bản này bản limited nha, chữ cabin, dòng cabin này cũng khá mắc, số của nó là CB N, các anh em thấy đặc biệt không, người ta limited thì người ta chỉ để sau một cái lắp cái màn hình hoài, em không hiểu, chắc do xe nó chạy ngoài đường, nhà em cặp bờ, cặp xe với cặp bờ sông nữa. Dòng limited khác nó chỉ để số của nó không à, ở đây để khắc tiền chuyện chữ CB nữa, số của nó là 02364. Rồi mới thì em cũng miêu tả gì thêm, cái này có cái tem 7 màu, cái này giao lưu với anh em là 800k thôi, để cho anh em dễ chơi, mùa này mùa World Cup với lại gần Tết rồi, bán giá để cho anh em mua về đặng bạn làm quà Tết. Thêm một cây đặc biệt ở đây, cây này thì em, anh em thường thường nói số 13 không hay thì em là sẽ lên 12, em nhảy là qua 14 luôn. Cây này đẹp, là một cây mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, đồng zin bờ gáp nha, lâu năm thì cây này được sản xuất vào năm 2004 của 2014, 8 năm rồi. Còn chục năm thì để lâu quá, để ẩm á, đồng nó sẽ bị oxy hóa, xỉ màu nó như vậy. Còn anh em không thích thì em sẽ đánh lên cho nó sáng lên bình thường, còn em thôi để gì luôn cho anh em sưu tầm luôn. Em lem zin của nó, em lem bằng đồng, khắc khắc qua văn nè, khắc qua văn này rất là sâu nha, cầm nặng tay luôn á. Em lem bằng đồng, được sơn ở phía trong hình qua văn rất đẹp, bên trong là ruột màu vàng. Cái này em cho là sử dụng lướt đi, tại vì nó có buồn đốm hơi xước nhẹ đây, à, mấy anh em thấy rõ nha. Những cây mới nhầm khi á, anh em nên hiểu như này, nhầm khi người ta, anh em đã thích á, người ta cứ bật, bật nó bị chày buồn đốm. Anh em thường thường nếu mà những cây mới anh em về, anh em chịu khó bóp cái này vô vậy nè, chứ đừng có bị cọ, hay là anh em dùng băng keo dán qua đây, đừng cho để cọ cho buồn đốm. Rồi vỏ ruột trùng, ruột vàng, mình lạnh nhầm một tháng thôi. Đây, cây này là tháng 12, ở dưới đây là tháng 11, 2014, lạnh nhầm một tháng. Rồi cái này giao lưu với anh em là mã số 14 là 1 triệu nha, 1 triệu. Rồi em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh em cũng lên bài đây 6 giờ rồi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em kỳ sau.